Rồi, xin chào mọi người, lại là em Stockstream đạn chì PCB888. Hôm nay em lên sóng giới thiệu cho mọi người về các giống kẹo đạn chì giá rẻ bên nhà em. Các bác có nhu cầu về kẹo liên hệ trực tiếp với em có số điện thoại 0825671805, kèm Zalo hỗ trợ tư vấn đặt mua hàng 24/24. Bên em thì chuyên tất cả các dòng đạn chì, nấm xuyên phá, slung monster, đạn thể thao, cành khương giá rẻ, đảm bảo cho mọi người gửi đúng 100% như quảng cáo nhá. Lưu ý rằng bên em ship hàng CR toàn quốc, miễn phí ship hàng là hàng không kiểm, không xem hàng nhá. Hàng không đồng kiểm, không xem hàng. Thì em giới thiệu cho mọi người trước tiên về mẫu kẹo cao cấp hàng nhập trước. FXI Gum và Cầu Rích vẫn là hai mẫu kẹo nổi trội nhất trên thị trường PCB hiện tại. Hàng này thì bao chuẩn cho mọi người từ 150m đổ lên nhá. Hàng rất chỉ là chuẩn và đều luôn. Về chi tiết mẫu kẹo của nó đây. Bàn kẹo 5.52, váy 2 tầng. Chất lượng chì cứng mềm vừa phải, đen bóng xịn mượt. Đấy. Viên kẹo thì rất chỉ là sắc nét rõ ràng nhá. Đấy. Rất chỉ là chuẩn và đẹp cho mọi người. Giá bán lẻ hiện tại của bên em là 500.000 một ký và đã bao cước vận chuyển. Em hỗ trợ bán nửa ký để cho mọi người trải nghiệm nhiều hơn nhá. Đấy. Một ký sẽ là hai hộp này. Chơi bao xa bao phê cho mọi người luôn. Rẻ hơn thì sẽ có hàng chì nấu đóng máy và hàng chì thường. Rẻ nhất đây, 350.000 một ký. Mỗi kẹo 350.000 một ký này vẫn bao chuẩn cho mọi người 50-60mm bình thường nha mọi người nha. Đối với bác nào biết chính áp cánh khương ok ấy, thì vẫn bao test chuẩn cho mọi người 50-60mm bình thường. Cả một cân kẹo của nó rất chiều đều, không có một chút bao viên nào cả. 350.000 và đã bao cước vận chuyển rồi nha. Bao cước trên mọi miền Tổ quốc luôn. Đây là hàng nấu đóng máy này. Hàng này thì chuẩn 100 viên như một đều chằn chặn luôn. Bao là mọi ưa thích hàng chì mềm thì có thể sử dụng hàng chì dây đây. Hàng này thì bóc tay thoải mái, không hại nòng hại khương. Có hàng váy ngắn và hàng váy dài luôn nhé. Đây, mẫu kẹo 6.35 váy dài. Đối với bác nào thích chơi áp cao ấy, thì có thể sử dụng hàng váy dài này. Lướt gió rất chi là tốt. Về slung và xuyên phá. Xuyên phá bên em, slung bên em thì có hàng nhập và hàng thường. Đây là hàng thường, đây là hàng nhập này. Nhìn chất chì khác hẳn nhau luôn. Do là slung nên giá sẽ nhỉnh hơn so với hàng đậm lấm một chút. Hàng này mà bác làm mà bán thú lớn thì quá ok luôn. Có bản từ 25 đến 37 gari nhé mọi người nhé. Đây em sẽ chi tiết cho mọi người về mẫu chiếc kẹo này. Rất chi là đẹp đều luôn. Slung 6.35 này. Đó, rất chi là đẹp nhé. Xuyên phá đây, xuyên phá 3 gân đây. Mọi người lưu ý rằng là bên em có đầy đủ kích cỡ cho mọi người luôn nhé. Em có nhầm một ít kẹo 4.5 dẫm chuyên dụng cho tiệm Innova này. Đó, kẹo cực kỳ đều và đẹp. Số lượng hàng rất chi là lớn. Các bác nhu cầu xỉ lẻ liên hệ với em qua số điện thoại và Zalo trên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của shop nhé.